Các anh chị đang làm một việc có thể được coi là lừa đảo và trái pháp luật. Hợp đồng ghi rõ là chụp ảnh thời trang mà lại sử dụng mục đích khác à? Ô anh ơi, anh là cảnh sát giao thông ạ. À? Phải. Em ơi, em lấy cho chị hai cái mũ bảo hiểm đi, nhanh lên. Em để quên ở nhà rồi. Anh ơi, em nói thật với anh này, cái trang web mà anh bảo ấy là trang web thời trang nam bình thường. Bọn em đăng ảnh quảng cáo bikini lên cũng rất bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng đây rõ ràng là trá hình. Trá hay không trá là việc của họ, không phải là việc của bọn tôi. Bọn tôi đã làm đúng theo hợp đồng rồi. Tất cả mọi người đến đây đều đọc hết các điều khoản. Và bạn anh cũng thế, bạn anh cũng đã ký vào rồi. Bạn anh cầm tiền rồi, bây giờ quay lại đây để bắt nạt chúng tôi à? Hay là định ăn vạ? Tôi yêu cầu chị ăn nói cho cẩn thận. Chúng tôi không đến đây để ăn vạ hay là bắt nạt gì chị cả. Chúng tôi chỉ yêu cầu anh chị gỡ tất cả những hình ảnh sai mục đích xuống. Bạn tôi đang bị ảnh hưởng rất nhiều đấy. Thế nào là ảnh hưởng? Ảnh tôi đăng bạn anh lên, tôi có đăng số điện thoại bạn anh đâu. Làm gì có ai gọi điện cho bạn anh mà ảnh hưởng. Nhưng việc này không khác nào xúc phạm nhân phẩm và cá nhân danh dự của người khác, vi phạm quy chuẩn chung và chuẩn mực đạo đức xã hội. Anh ơi, nếu anh thấy chúng tôi làm ăn có vi phạm pháp luật thì mời anh làm đơn kiện. Chúng tôi sẵn sàng ra hầu tòa. Bây giờ là mời các anh về để chúng tôi làm ăn ạ. Còn nếu mà anh cảm thấy anh dọa dẫm được chúng tôi gì, anh làm gì được thì anh làm đi anh. Tôi đây. Đang làm gì đấy? Tôi đang trực ở cơ quan. Sao? Có việc gì đấy? Tôi đã có mấy việc ở bên địa bàn của cậu đây. Nhờ có qua giải quyết giúp. Cụ thể là việc gì? Hai đối tượng này đang có hành vi sử dụng hình ảnh của người khác sai mục đích và trái pháp luật. Xem nào, qua giải quyết cho tôi nhá. Ông gửi lại vị trí cho tôi nhá. Được rồi, chờ tôi chút tôi nhắn cho. Anh ơi, tôi anh cứ bình tĩnh đấy anh ạ. Anh ơi, em nghĩ là tất cả mọi việc chúng ta đều có thể ngồi xuống và thương lượng với nhau. Em mời anh ngồi ạ. Dạ, mời anh ngồi ạ. Đợi đồng nghiệp của tôi qua rồi thương lượng sau. Không cần đâu anh ạ. Anh ơi, thế thì mong muốn của hai anh là gỡ tất cả hình ảnh xuống ấy ạ. Tôi yêu cầu gỡ tất cả xuống.